Huy Cường xin được chào tất cả các bạn để chúc mừng cho những thành công đạt được. Tháng 7 năm 2015, Tổng Công ty Bảo Việt Nhân Thọ tổ chức chương trình Team Building và Gala Dinner với chủ đề Kết nối sức mạnh Bảo Việt Nhân Thọ. Chương trình này nhằm tôn vinh các anh chị tư vấn viên đã đạt những thành tích xuất sắc của 6 tháng đầu năm 2015. Chương trình được tổ chức tại các điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam: Nha Trang, Đà Lạt, Nghệ An, Thanh Hóa và Vũng Tàu. Ngày hôm nay, chương trình của chúng tôi đang được dừng chân tại khu du lịch Paradise, thành phố biển Vũng Tàu. Chương trình Kết nối sức mạnh Bảo Việt Nhân Thọ là chương trình Team Building được thiết kế nhằm hướng người tham gia đến những hoạt động thể chất, vận động và trí tuệ. Đây là chương trình huấn luyện kỹ năng nhằm thử thách sự bền bỉ, dẻo dai và tính kỷ luật của từng thành viên. Thông qua hoạt động huấn luyện dã ngoại, ban tổ chức muốn truyền đến từng thành viên một thông điệp: tất cả chúng ta là một, we are one. Xin mời quý vị cùng đến với những hoạt động trong chương trình Team Building trong buổi sáng ngày hôm nay. Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi. Bước giữa nắng tràn đường phố nơi tôi ở từ thơ bé. Đã quen giữa đất nước này, niềm tin luôn căng tràn, đừng lo lắng cười lên và gió quát tán cây hỏi trong tiếng chết thơ đùa vui cười và nắng trên lá rêu ngày xanh tươi sang Việt Nam ơi. Từ nơi đồng xanh thơm hương lúa về nơi nhà cao xe dân phố và một niềm tin gieo cay ô. Từ nơi đảo xa mênh mông sông về nơi đồi cao bay mây trắng, một vòng tay đôi tròn Việt Nam bao la đất trời quê hương xanh người, xòe tay đón nắng mai cười trong mắt bao nhiêu con người chung tay xây đời, niềm tin nơi một Việt Nam sáng tươi. Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi. Và gió quát tán cây hỏi trong tiếng chết thơ đùa vui cười và nắng trên lá rêu ngày xanh tươi sang Việt Nam ơi. Từ nơi đồng xanh thơm hương lúa về nơi nhà cao xe dân phố và một niềm tin gieo cay ô em. Từ nơi đảo xa mênh mông sông về nơi đồi cao bay mây trắng, một vòng tay đôi tròn Việt Nam bao la đất trời quê hương xanh người, xòe tay đón nắng mai cười trong mắt bao nhiêu con người chung tay xây đời, niềm tin nơi một Việt Nam sáng tươi. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi. Xanh thơm hương lúa về nơi nhà cao xe dân phố và một niềm tin sao KOS. Ngày đảo xa mênh mông sông về nơi đồi cao bay mây trắng, một vòng tay nối cho Việt Nam bao la đất trời quê hương xanh người, xòe tay đón nắng mai cười trong mắt bao nhiêu con người chung tay xây đời, niềm tin nơi một Việt Nam sáng tươi. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi,
từ nào hát mãi lên Việt Nam ơi, Việt Nam ơi. Truyền lửa nhiệt huyết, hãy lại cho chơi rất đơn giản thôi. Các thành viên chúng ta sẽ xếp hàng dọc trên tư thế là cách nhau nửa mét. Người sau sẽ truyền banh cho người trước và người trước sẽ truyền banh cho người tiếp tục nữa. Cho tới nay là mang tên truyền lửa nhiệt huyết với một cách. Lửa nhiệt huyết là một điều không thiếu để chúng ta hoàn thành các mục tiêu và cũng như các mục đích mà chúng ta đã đề ra. Hãy luôn luôn giữ lửa nhiệt huyết và truyền lửa nhiệt huyết của mình cho những người xung quanh để chúng ta thành công, những người xung quanh chúng ta thành công và Bảo Việt Nhân Thọ sẽ thành công. 1, 2, 3. Quy Cường đang ở trạm thi đấu chinh phục mục tiêu. Mục tiêu là một điều rất quan trọng để chúng ta đạt được thành công. Chinh phục mục tiêu là hành trình ở cuối con đường. Hãy giữ mục tiêu của mình, đề ra. Anh em mình là cái gì đây? Anh em mình là đủ không?